Xin chào mọi người, trong video clip lần này thì mình sẽ nói qua một chút về cái phần mà rất nhiều người thắc mắc. Như hôm trước thì mình đã làm một cái video về phát âm là gì. Trong đó mình có nói đến một phần, đó là phần rhythm, tức là phần tạm gọi là giai điệu của ngôn ngữ. Và trong video clip lần này thì mình sẽ mô tả một chút về việc là cái giai điệu đấy, cái rhythm đấy nó là cái gì. Trong tiếng Việt thì khi mà mình nói với mọi người có thấy là mình nhấn vào từng từ không? Mọi người có thấy là mình nhấn vào từng từ, tức là mỗi một cái từ trong câu của mình nó đều có chứa một cái khoảng thời gian gần như là như nhau. Tuy nhiên thì trong tiếng Anh ấy nó lại không phải là như thế. Trong tiếng Anh thì với một câu có gồm nhiều từ khác nhau sẽ có những từ quan trọng hơn những cái từ còn lại, và những cái từ quan trọng hơn đó nó sẽ được nhấn nhiều hơn. Như vậy từ nào là dạng từ quan trọng hơn? Thông thường thì sẽ là bốn dạng từ rất là cơ bản mà các bạn khi mới học có thể nhớ, đấy là từ danh từ này, động từ này, tính từ này và trạng từ. Bốn loại từ rất căn bản ở trong câu sẽ được nhấn. Và khi mà người ta nhấn những cái từ này thì người ta sẽ không nhấn những từ còn lại. Và nhấn là gì? Khi người ta nhấn vào những cái từ đó, những cái từ danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, thì trọng âm của những từ này sẽ được nói to hơn hoặc cao hơn hoặc dài hơn so với cả những từ còn lại trong câu. Có nghĩa là để nói tiếng Anh có rhythm thì các bạn sẽ phải làm hai động tác. Thứ nhất đó là mình sẽ phải nhấn vào những cái từ cần phải được nhấn, làm cho nó to hơn hoặc cao hơn hoặc dài hơn. Và thứ hai nữa đó là mình sẽ phải không nhấn những cái từ không được nhấn, làm cho nó nhỏ hơn, ngắn hơn và thấp đi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lấy ví dụ nhé. Các bạn nhìn thấy cái từ ở trên màn hình nhé. Cats eat fish. Nào khi mà các bạn nhìn thấy một câu như thế này thì các bạn thấy rằng là gì? Cái từ cats nó là danh từ này, eat nó là động từ này, và fish cũng là danh từ. Cho nên là mình sẽ nhấn vào ba từ này đúng không? Cả ba từ này đọc với thời gian gần như bằng nhau. Ok, như vậy thì đọc là cats eat fish. Đọc rất rõ nhé. Cats eat fish. Thế thì thời gian các bạn nói nó trong khoảng 3 nhịp vỗ tay. Cats eat fish. Nếu như bây giờ mà vẫn cái câu này, bây giờ tớ chuyển thêm một cái câu như thế này. Các bạn sẽ đọc là gì? Thử đọc đi. The cats eat the fish. Thế thì khi các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ nghĩ thời gian này các bạn nói câu này trong khoảng bao nhiêu giây, trong khoảng mấy tiếng vỗ tay như thế. Các bạn sẽ đoán là the này, cats này, eat này, the này, fish này. Như vậy chắc khoảng trong 5 tiếng vỗ tay đúng không? Không phải. Mình vẫn nói trong 3 tiếng vỗ tay như câu đầu tiên. Nghe thử nhá. The cats eat the fish. Bởi vì sao? Bởi vì là có cái hai cái từ trong này không được nhấn, đó là từ hai từ the. Từ the số 1 và từ the số 2 nó không phải là dạng như mình vừa đề cập 4 từ danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Thế nên là hai cái từ này nó sẽ được đọc chìm đi, nhỏ xuống và ngắn đi đúng không? Các bạn sẽ không đọc là the, không kéo dài ra, mà các bạn sẽ đọc nhỏ đi. The cats eat the fish. Đọc nhanh hơn, các bạn có thấy thời gian mình nói cái từ the rất là chìm không? The cats eat the fish. Nào bây giờ mình cùng lấy một cái ví dụ câu nữa, dài hơn một chút nữa nào. The cats will eat the fish. Nếu các bạn nghĩ rằng là câu này nói trong 6 nhịp vỗ tay thì các bạn đã nhầm. Người bản xứ chỉ nói câu này vẫn chỉ trong khoảng 3 nhịp vỗ tay thôi, và người ta vẫn nhấn vào ba từ quan trọng nhất, đó là từ cats, từ eat và từ fish. The cats will eat the fish. Và cái từ này thể thêm một từ nữa là từ will. Từ will không phải được nhấn trong câu đúng không? Mà đây là model, nên là mình sẽ đọc là gì? The và will. Và từ the thứ hai rất là nhỏ và ngắn, quan trọng nhất là độ ngắn của từ. The cats will eat the fish. Will eat the fish. Các bạn hãy nối âm là will eat. Nhưng mà tự nhiên với những bạn chưa mới học thì mình sẽ không nối âm nhé. Mình đọc rất là chậm này. Cái từ the đầu tiên các bạn sẽ đọc cho nó thấp xuống và ngắn đi. The cats will eat the fish. Lại nối âm rồi. The cats will eat the fish. Hay là một câu nữa này, một câu cuối cùng nhá. Câu này gồm có các từ như sau, các bạn thử đọc xem. The cats will be eating the fish. Các bạn đếm thử không? Bạn nhiêu từ và nghĩ xem mà khoảng mấy nhịp vỗ tay thì mình sẽ làm xong nào. Mình đếm thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 từ đúng không? Như vậy thông thường mình sẽ nghĩ là gì? Nếu mà mình nói tiếng theo kiểu tiếng Việt thì mình sẽ mất khoảng 7 cái vỗ tay à. The cats will be eating the fish. Nhưng mà trong câu này á, thì các bạn để ý là cái từ eat nó được thêm một cái phần âm ng ở đằng sau, và các bạn đọc trọng âm sẽ được nhấn thôi nhá. Không phải cả hai cái phần âm này đều được nhấn, mà chỉ có một âm i được nhấn. Eating là kéo dài ra. Còn cái ding ở đằng sau, trong tiếng Anh Mỹ từ eating sẽ được đọc là eating, tức là cái âm được đọc na ná giống như âm flap, âm trời nhẹ của tiếng Việt, hơi giống một chút. Eating, eating. Nào các bạn sẽ nhấn vào từ cats, nhấn vào từ e, âm e, và fish. The cats will be eating the fish. Thì cái từ các
các bạn xử lý rất là nhanh cái từ the will be a fish the sorry các bạn phải đọc như vậy, các bạn phải xử lý rất là nhanh những từ nha, từ the, từ will be, âm tiết a hay là the, và the thứ hai. The cats will be eating the fish. The cats will be eating the fish. Thì về cơ bản nó vẫn chỉ trong ba cái tiếng vỗ tay như thế này thôi. Như vậy thì mình vừa lấy ví dụ là khoảng 4 câu. Và câu đầu tiên gồm có 3 từ đến câu thứ 4 là gồm có 7 từ. Và các bạn thấy rằng là độ dài hầu như không hề thay đổi. Người ta vẫn nhấn vào ba cái từ chính, đó là the cats, the eat và the fish. Thì đó là một cái ví dụ minh họa điển hình cho việc mình nói tiếng Anh có rhythm. Thì nó sẽ làm cho, lợi ích là gì? Sẽ làm cho các bạn nói nghe dễ nghe hơn với cả người khác. Nếu mà mình đem cái cách nói tiếng Việt của mình mà nói tiếng Anh ấy, thì nó sẽ gây khó hiểu cho người nghe. Bởi vì là người ta không nói theo cái cách đấy, nó giống như kiểu hát một cái bài hát khác với người ta sai nhạc á, nó rất là khó để nhận ra bài hát. Nhưng khi các bạn đã hát cùng nhịp cùng nhạc với cả người bản xứ thì các bạn nói tiếng Anh sẽ trở nên rõ ràng và hay hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người thành công. Bye bye.